vì khi Phật tu hành thì chẳng bỏ việc thiện nhỏ mà không làm tức là việc thiện dù nhỏ như sợi tóc cũng phải đi làm công đức cho nên tập ít thành nhiều các khổ hạnh mà Phật tu chẳng phải là một số người chịu đựng được một số người không tu được bằng ngày tu được do đó mà hạnh bồ đề tụ tập thành nhiều phước đức trí huệ đều viên mãn Phật tu phước đức đầy đủ trí huệ cũng đầy đủ đây gọi là phước huệ đều đầy đủ phước đức viên mãn trí huệ cũng viên mãn đây gọi là phước huệ song viên. Tất cả các lực đều đầy đủ, Phật tu 10 lực đều đầy đủ viên mãn, chỉ có Phật mới tu đầy đủ 10 lực, 10 lực này ở trước đã giảng qua rồi. Phóng đại quang minh hiện ra đời sau khi Phật tu thành Phật rồi, thì liền phóng đại quang minh mà xuất hiện ra thế gian để giáo hóa chúng sinh, nói với chúng sinh rằng, biển khổ mênh mông quay đầu là bờ cửa bi vô lượng đồng chúng sinh, thuở xưa như lai khắp tịnh trị cho nên hay lợi ích cho đời đây sở ngộ của diệu cán thần cửa bi vô lượng đồng chúng sinh bi hay cứu khổ tất cả chúng sinh cửa bi có nhiều vô lượng vô biên tức là có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu cửa từ bi thuở xưa như lai khắp tịnh trị như lai tức là thừa như thật đạo lai thành chánh giác thuở xưa Phật tu đủ thứ hạnh môn, cho nên khiến khắp tất cả hạnh môn thanh tịnh mà trị lý. Cho nên hay lợi ích cho đời, vì nguyên nhân đó, cho nên Phật ở trên thế gian đều có lợi ích cho tất cả chúng sinh. Lợi ích gì khiến cho chúng sinh đều khổ được vui? Nếu có chúng sinh gặp được Phật, đều khiến họ vào biển tin sâu, mở bày tất cả đạo như lai, giải thoát này của diệu nhạ thần nếu có chúng sinh gặp được phật tất cả chúng sinh chẳng dễ gì gặp được phật nghe được phật pháp càng khó hơn bất cứ đến nơi nào có tháp hoặc có chùa thấy tượng phật thì đều là người có căn lành lớn người chẳng có căn lành thì chẳng có cơ hội gặp phật nghe pháp thấy tăng phật pháp tăng tam bảo chẳng dễ gì gặp được nếu như có chúng sinh gặp được phật hoặc tượng phật thì đó là nhờ căn lành đời trước gieo trồng đều khiến họ vào biển tin sâu nhất định khiến cho chúng sinh đó minh bạch Phật Pháp, tin sâu Phật Pháp, niềm tin lớn như biển, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, chẳng khô cạn. Mở bày tất cả đạo như lai, Phật từ bi chỉ thị cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ minh bạch đạo của Phật tu hành, thành tựu quả vị Phật. Giải thoát này của Diệu Nhạ Thần, môn giải thoát này, vị sinh nhạ Pháp Diệu Chủ Đông Thần đăng được. Một lỗ lông tụ các công đức biển kiếp tuyên dương không hết được chư phật phương tiện khó nghĩ bàn tịnh diệp thấu rõ nghĩa lý này một lỗ lông tụ các công đức trong một lỗ lông của phật hiện được mười phương cõi nước cảnh giới này chẳng phải phàm phu minh bạch được trong một lỗ lông của phật có thể tụ tập tất cả công đức biển kiếp tuyên dương không hết được kiếp không thể nói nhiều như biển cả tuyên dương công đức trong một lỗ lông của phật cũng không thể nào hết được Tại sao nói không hết được? Vì vô lượng, vô biên. Trừ Phật phương tiện khó nghĩ bàn, cho nên cảnh giới pháp môn phương tiện của Phật không thể nghĩ bàn. Tịnh Diệp thấu rõ nghĩa lý này, vị chủ lâm thần cát tường tịnh Diệp thấu rõ được đạo lý thầm sầu này. Tôi nhớ như lai thủa quá khứ, cúng dường bụi cõi vô lượng Phật, mỗi chỗ Đức Phật trí sáng dần, đây sở ngộ của diễm tạng thần. Tôi nhớ như lai thuộc quá khứ, vị chủ lâm thần Thủy Bố Diễm Tạng nói, tôi nhớ như lai ở trong vô lượng kiếp về trước, cúng dường sát trần vô lượng Phật. Từng dùng đủ thứ đồ bố thí để cúng dường chư Phật nhiều như số hạt bụi của cõi nước. Mỗi chỗ Đức Phật trí sáng dần, ở à, mỗi chỗ Đức Phật cúng dường rồi, phước cũng trang nghiêm, trí cũng trang nghiêm, phước huệ đều đủ, trí huệ quang minh ngày càng tăng dần đây sở ngộ của diễm tạng thần cảnh giới này vị chủ lâm thần thủy bố diễm tạng thấu rõ được tất cả chúng sinh các biển hạnh thế tôn một niệm đều biết rõ trí vô ngại rộng lớn như thế diệu trang nghiêm thần ngộ vào được tất cả chúng sinh các biển hạnh tất cả chúng sinh tức là thai noãn thấp hóa đều bao quát ở trong đó các biển hạnh tức là tất cả hành vi của mỗi chúng sinh nghiệp tạo của mỗi chúng sinh tư tưởng của mỗi chúng sinh, do đó khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, tức cũng do tạo vô lượng vô biên nghiệp, cho nên thọ vô lượng vô biên quả báo. Thế tôn một niệm đều biết rõ Phật ở trong một niệm, hoàn toàn biết tâm của chúng sinh, do đó tất cả chúng sinh bao nhiêu thứ tâm như lai đều biết đều thấy, cho nên Phật chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy, trí vô ngại rộng lớn như thế. Chí huệ vô chứng mại rộng lớn vô biển như thế diệu trang nghiêm thần ngộ vào được môn giải thoát này vị chủ lâm thần diệu trang nghiêm quang minh bạch mà ngộ nhập hàng diễn như lai tịch diệu âm khắp sinh hoan hỷ không sánh được tùy sở thích hiểu đều khiến ngộ để phát tu hành của lôi âm hàng diễn như lai tịch diệu âm Hàng thường bất biến diễn nói tịch diệu âm của Như Lai, âm thanh của Như Lai tịch tĩnh, vi diệu. Khắp sinh hoan hỷ không sánh được, hay khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh ra một thứ đại hoan hỷ không thể sánh được. Tùy sở thích hiểu đều khiến ngộ chúng sinh nghe được. Tịch diệu âm của Như Lai tùy thuận âm thanh hoan hỷ đều hiểu đạo lý thâm sâu này mà khai ngộ. Do đó, Phật dùng một âm diễn nói Pháp, chúng sinh tùy loài đều hiểu được đây pháp tu hành của lôi âm phương pháp này vị chủ lâm thần phải ý lôi âm tu hành như lai thị hiện đại thần thông mười phương cõi nước khắp hết thảy xưa phật tu hành đều khiến thấy phổ hương quang thần vào môn này như lai thị hiện đại thần thông như lai tức là phật phật tức là thế tôn thế tôn tức là như lai ba tên mà một thể danh xưng tuy nhiều kỳ thật tức là phật phật là nửa chữ phạn đầy đủ là Phật Đà Gia dịch là giác giả, tức là người giác ngộ. Phật là người có trí huệ nhất của thế gian và xuất thế gian. Xong mình có trí huệ cũng dạy chúng sinh có trí huệ, mình đã thành Phật cũng dạy chúng sinh thành Phật. Cho nên nói Phật giáo là nhân giáo, là chúng sinh giáo. Vì Phật Pháp rộng lớn, vô biên, chẳng màng, bạn tin Phật cũng tốt, đều ở trong Phật giáo, chẳng vượt ra ngoài phạm vi Phật giáo cho nên tất cả chúng sinh đều có cơ hội thành Phật, bất quá thời gian sớm muộn mà thôi. Phật giáo là bình đẳng nhất, vô tư nhất. Ai mà chiếu theo Phật pháp tu hành thì người đó sẽ được trí huệ. Ai không tu hành thì chẳng đắc được trí huệ chân chánh. Được trí huệ chân chánh thì được giải thoát chân chánh. Được giải thoát chân chánh thì lìa khổ được vui. Chúng ta chúng sinh tại sao vẫn là chúng sinh? Vì điên điên đào đào, lấy phải làm trái, lấy trái làm phải. Khi chẳng phân biệt được phải trái rõ ràng thì rất dễ làm việc điên đào. Chúng ta học Phật Pháp, tức là học không điên đào, không điên đào, tức là được thanh tịnh, được thanh tịnh, tức là an vui. Phật chẳng động đạo tràng thị hiện đại thần thông, thần thông, tức là trong không biến có, trong có biến không, biến hóa vô cùng ẩn hiện, khó dò mười phương cõi nước khắp hết thảy phật ở trong mười phương cõi nước khắp hết thảy đều hiện pháp thân sư phật tu hành đều khiến thấy những hạnh môn thuộc xưa phật tu hành đều khiến cho tất cả chúng sinh hoàn toàn thấy được phổ hương quang thần vào môn này môn giải thoát này vị hương quang phổ biến chủ lâm thần vào được chúng sinh xiềm nịnh chẳng tu đức mê hoặc trầm luân trong sinh tử vì họ xiển mình các trí đạo đây sở thể của diệu quang thần chúng sinh xiểm nịnh chẳng tu đức xiểm nịnh chẳng nói lời chân thật tâm của chúng sinh chẳng ngay thẳng thích nói lời giả dối cho nên chẳng tu đức dạy họ tâm ngay thẳng tu tránh đạo nhưng chẳng dễ gì học được nếu dạy họ tâm quanh co tu tà đạo thì họ sẽ biết rằng tại sao về tâm quanh co ai cũng có cho nên nói chúng sinh xiểm nịnh chẳng tu đức mê hoặc trầm luân trong sinh tử. Mê tức là chẳng hiểu rõ sự lý, mê nghi về lý là kiến hoặc, mê nghi về sự là tư hoặc, vì chẳng minh bạch lại nghi hoặc cho nên trầm luân ở trong biển khổ sinh tử. Vì họ xiển minh các trí đạo, Phật vì những chúng sinh mê hoặc đó mà xiển minh nói rõ tất cả đạo lý có trí huệ, khiến cho họ ngộ hiểu, đắc đạo bồ đề. Đây sở thấy của diệu quang thần, cảnh giới này vị chủ lâm thần diệu quang hướng diệu thấy được. Phật vì chúng sinh nghiệp chướng nặng, trải qua ước kiếp mới xuất hiện, khiến cho họ thường gặp được Phật, đây vị quang thần quan sát được. Phật vì chúng sinh nghiệp chướng nặng, Phật niệm niệm chẳng quên chúng sinh nghiệp chướng sầu nặng, ở trong niệm niệm đều muốn cứu họ ra khỏi biển khổ, song nghiệp chướng của chúng sinh vừa sâu vừa nặng, cho nên không thể cảm ứng đạo giao. Trải qua ước kiếp mới xuất hiện, vì chúng sinh nghiệp chướng quá nặng, cho nên phải trải qua thời gian lâu dài, thậm chí ước kiếp Phật mới xuất hiện ra đời, khiến cho họ thường gặp được Phật. Tất cả chúng sinh ở trong niệm niệm muốn gặp được Phật, thì Phật cũng ở trong niệm niệm khiến cho chúng sinh thường thấy được Phật. Đây vị quang thần quán sát được. Đạo lý này vị chủ lâm thần hoa quả quang vị, quán sát được cảnh giới này. Hết tập 3